Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor chính tốc, có thể điều chỉnh được tốc độ. Công suất là 0.8 kW, 1 HP, 1 ngựa. Lắp với hộp giảm tốc Cycloid, mã hàng là BWD0. Thì sau đây sẽ là tem motor nha. Sử dụng điện 3 pha 380V. Thì để điều chỉnh được tốc độ thì quý khách có thể điều chỉnh thông qua cái nấm vặn ở đây. Tốc độ nhanh hoặc chậm thì sẽ điều chỉnh thông qua cái nấm vặn này. Thì đây sẽ là phần hộp giảm tốc Cycloid kêu chân đế. Đây là trục ra nè, đường kính trục ra 30mm, chốt capet sẽ là 8mm. Thì ngoài ra quý khách cũng có thể sử dụng motor một pha nha. Thì để lắp được với motor một pha chỉ cần thay motor một pha vào thôi. Đây là khi lắp với motor một pha nha. Công suất như nhau, 0.8 kW, điện 220. Đây là bộ một pha nha. Có thể sử dụng một pha hoặc ba pha tùy ý. Thì sau đây là hình ảnh kho xưởng.